chống hai tay xuống. Rồi đấy. Rồi kẹp kẹp kẹp. Đưa bỏ chân xuống kẹp nó vô. Em la quá là nó sợ đó. Đừng có la nó chạy. Hai chân nó kẹp vô thiệt chặt. Ngon chạy. Cứ kẹp như kẹp thằng Ngọc vậy đó. Giữ chặt. Không luôn. Rồi tiến thêm vòng nữa luôn. Em có cầm. Con này hiền quá ha, con này đi. Ghiền rồi đúng không? Ghiền không? Một ông nữa nha, không dám la. Anh ơi!